Anh nông dân tìm bò. Được có mấy củ khoai còi mà mệt bở hơi tai. Cắn câu rồi, to quá. Ôi, ngồi có một chỗ mà được cả xô cá thế kia. Vừa đỡ mệt, vừa ngon. Tội gì mà không đi câu chứ. Một mình câu ở góc này thì tất cả cá sẽ cắn câu của mình. Cắn câu rồi. Sao mãi chưa con nào cắn câu nhỉ? Chuyển sang chỗ khác xem sao. Chỗ này chắc tốt hơn rồi. Sao mãi chẳng con nào cắn câu thế này? Sao mà lâu thế? Thử ra đằng kia ngồi xem nào. Giờ này sao còn chưa về nhỉ? À, kia rồi. Trời, sao mình đi cả ngày mà được có từng này khoai? Từng này thì đủ ăn sao được chứ? Mình đi đâu, làm gì, lại bỏ đi chơi có phải không? Chơi ở đâu? Chẳng qua đang đào khoai, thấy người ta câu được cá, tôi cũng làm theo. Ai dè chẳng được con nào chứ gì. Thôi, mình đừng nói nữa. Được có bấy nhiêu thôi, có bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Thôi, mình ăn đi. Cái gì thế nhỉ? Sao chuồng bò lại mở toang thế này? Mình buộc kiểu gì vậy? Rõ ràng đã buộc chắc lắm rồi mà. Thôi, mình mau đuổi theo tìm bắt nó về đi đã. Không nó mà đi lạc thì nguy. Ừ, tôi đi ngay đây. Sao lâu thế vẫn chưa về? Quái lạ, đi đâu mà giờ còn chưa về cơ chứ? Không được, mình phải đi tìm xem sao. Mình ơi, vẫn chưa thấy bò à? Mình làm gì mà cứ chạy ngược chạy xuôi mãi thế? Mình nói khẽ thôi, không nói chạy mất bây giờ. Chúng ta sắp trúng mánh lớn rồi. Mình nói vậy là nghĩa làm sao? Chẳng là lúc tìm bò, ra đến đây, bất chợt tôi lại thấy hai con hươu chạy qua. Nhung hươu bán rất đắt, tội gì phải tìm con bò kia nữa. Thế là tôi quyết định quay sang đuổi hươu. Thế con hươu đang ở trong bụi này à? Tôi đuổi theo con hươu chạy về phía đông. Ai dè nó chạy nhanh quá. Chợt lại nhìn thấy một con chạy về hướng tây, nên tôi quyết định đuổi theo nó. Tôi nhớ là chân nó hình như bị què. Chúng ta đuổi theo mau, nhất định sẽ bắt được. Ôi trời ơi là trời, có hươu chết nó mới nằm đó cho mình bắt. Bảo đi đào khoai thì kêu mệt bỏ đi câu, bảo đi tìm bò thì đuổi bắt hươu. Kết cục khoai cũng chẳng có, mà bò cũng không. Mình xem chỗ nào còn có vượn thì cố mà đuổi bắt. Phượng còn đắt hơn hươu đấy. Ôi trời ơi là trời. Khi Giang nghiện game. Có chuyện gì xảy ra mà ầm ĩ thế chứ? Ở đâu ra cái thói chơi tiệm net không trả tiền hả? Hai bố con nhà kia. Ừ, xin anh thương thương cho tôi vài bữa, rồi tôi về quê gom tiền trả anh. Anh nói hay ha. Đây là lần thứ mấy anh hứa với tôi rồi. Ôi trời ạ, thanh niên ham chơi đã đành. Đằng này anh là người lớn mà lại hùa theo bọn trẻ chơi bời lêu lỏng, lại còn định quỵt tiền. Như thế thì còn dạy bảo con cái làm sao được chứ. Hay hỏng thật rồi. Thôi thôi thôi, mọi người nói nhiều với hai cái người này làm gì không biết nữa. Cứ gọi công an gô cổ vào là sợ xanh mắt rái mà. Cho chừa cái thói quỵt tiền đi. Bác ơi, cho hai bố con cháu khất tiền nết nốt lần này được không ạ? À? Ha ha, lại còn xin khất. Định khất đến bao giờ đây hả?
Thôi không nói nhiều nữa, mọi chuyện lên công an giải quyết đi. Hai bố con họ chơi nét ở tiệm của tôi mà định quỵt không trả tiền. Mong anh hãy giải quyết cho tôi trường hợp này. Chứ buôn bán đâu phải dễ dàng gì. Mà ai đến chơi cũng quỵt tiền thì tôi biết sống làm sao đây. Anh cứ bình tĩnh để tôi hỏi họ cho rõ ngọn ngành cái đã. Thế hai bố con anh tại sao lại đi chơi mà không trả tiền? Bây giờ đề nghị hai bố con anh cùng tường trình lại toàn bộ sự việc vào đây. Duy Tùng là tôi. Sinh ra và lớn lên ở một miền quê thuần nông. Do không đậu đại học nên tôi quyết định lên thành phố để học nghề tại trung tâm đào tạo tin học. Cố lên con, gắng học nghề cho giỏi, mai sau trở thành kỹ sư tin học con nha. Vâng ạ, con sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng bố. Bố yên tâm ạ. Ôi trời ơi, sao nghề này toàn những thao tác khô khan, tẻ nhạt dữ vậy. Mình buồn ngủ quá đi mất. Bây giờ ngủ một giấc cái đã. Ê, hay là tụi mình cúp học ra quán net gần đây chơi đi. Nhưng mà tiếc sao là đến giờ thì Nam rồi. Thầy nổi tiếng khó tính lắm đấy. Ôi trời ơi, sợ gì chứ, đi có một lúc để giải trí thôi. Với lại tớ cũng chưa biết chơi game bao giờ. Cứ thử đi với tụi tớ một lần, coi như mở mang tầm mắt. Không ngờ chỉ sau một lần buông thả bỏ học theo các bạn chơi game mà những tiết học sau tôi liên tục khiến các thầy cô phải phiền lòng. Ngồi chơi ở đây thật là thoải mái quá đi. Quán ơi, cho bát mì tôm với steam dâu đi. Có ngay đây. Tôi không hề biết chuyện con tôi học hành chểnh mảng. Cho tới một hôm tôi thu xếp đồ xuống thành phố thăm cháu. Mình nhớ không nhầm thì nhà ông bạn thân của mình cũng gần khu vực này thôi. Giờ này thằng Tùng cũng đang học, đến phòng trọ cũng buồn. Hay là mình ghé qua thăm hỏi bác ấy xem có khỏe không mới được. Cố lên, thằng nút đối thủ này là vào chung kết rồi. Yeah, chơi hay quá. Yeah, chơi hay quá, cố lên. Không hiểu đằng kia có cái gì mà âm ỉ vậy. Người chơi đông vui quá. Sao toàn học sinh, sinh viên thế này chứ. Nhẽ ra giờ này phải đến trường học đi rồi chứ. Giới trẻ bây giờ ham chơi quá, không chịu lo học hành gì hết. Thật đáng thương cho những phụ huynh có con em ham chơi như thế này mà. Hình như là mình có nhìn nhầm không? Có thế chứ, cầm bốc xuất vào chung kết rồi. Yeah, thắng rồi. Nhẽ ra giờ này nó phải đang ở trường học nghề rồi chứ. Hay có khi học hành căng thẳng quá, thằng bé giải trí một hôm thôi. Alo. Vâng, đúng rồi, tôi là phụ huynh Tùng đây. Vâng, tôi là giáo vụ của trung tâm. Chúng tôi muốn mời phụ huynh em Tùng lên họp để phụ huynh nắm được việc Tùng thường xuyên bỏ học. Vâng, tôi sẽ về hỏi hàng cháu rồi bảo cháu đi học đầy đủ ạ. Cảm ơn cô. Ba, sao ba lại lên đây giờ này? Sao ba biết con đang ở đây? Con trai của bố chơi game giỏi phết ha. Có phải con thường xuyên chơi không? Con con không phải sợ sệt gì. Chơi game cũng là giải trí thôi phải không nào? Hay là khi nào có thời gian hãy dạy bố chơi game với nha. Vâng, con không ngờ bố cũng cập nhật xu thế mới của tụi trẻ nhanh thế. Hay là bố ngồi xuống con chạy bố chơi game luôn nha. Được, con hướng dẫn ba tỉ mỉ nha. Vâng, ba yên tâm. Sau khoảng 3 phút, tôi cùng cậu con trai của mình đã chìm đắm trong thế giới ảo trong game. Từ ngày biết chơi game, mỗi lần đến thăm, tôi cùng cháu đều ngồi lì ở tiệm nét ruột. Thậm chí tôi còn mang tiền sinh hoạt cho cháu để nướng vào quán game. Trời đất ơi, bố chơi càng ngày càng giỏi như thế này. Giờ con không phải là đối thủ của bố nữa rồi. Con quá khen, bố chơi cũng bình thường thôi mà. Đây, tiền bán lợn của ông bà đây. Lứa sau đến kỳ lại gọi tôi nha. Sao
Sao thằng Tùng nhà mình dạo này nộp tiền học liên tục thế nhỉ? Mới 2 tuần trước tôi gửi 2 triệu mà giờ lại 2 triệu nữa. Còn nó học hành trên thành phố, mình phải đầu tư chứ. Và thế là từ sáng đến chiều tối, hai bố con cháu chơi với nhau đến quên hết cả xung quanh. Tôi không ngờ do tôi rủ rê mà có ngày bố tôi lại ham mê game đến thế. Chủ quán ơi, thanh toán tiền net cho hai bố con cháu với ạ. À, đây đây, của hai bố con hết 300.000. Cậu sướng thật, có bố chi tiền thế này cứ chi tiêu thoải mái. Lần đầu tiên tôi thấy có người bố xì tin thế này đấy. Hôm nay cũng tối rồi, hai bố ở lại chơi đến sáng mai rồi về nha. Ừ, lúa cũng mới gặt xong, về nhà cũng chưa có việc gì, để bố ở lại, mai chơi vài trận nữa rồi về. Nhưng mà con hết nhẵn tiền sinh hoạt rồi, bố còn đồng nào không? Thì tiền sinh hoạt của mày bố đưa cho cả rồi, không ngờ chơi có mấy trận mà hết tiền nhanh thật đấy. Lo gì, mai ghi sổ rồi mình trả sau. Bố con anh nợ 1 triệu rồi đấy, nhanh mà thu xếp trả tôi đi. Dạ thưa chú, toàn bộ sự việc hai bố con cháu đã ghi hết ở trong này rồi, mong chú xem xét và giảm nhẹ tội cho hai bố con cháu ạ. Mong anh thông cảm, thằng bé còn trẻ, tương lai còn ở phía trước, xin các anh xem xét, bố con tôi đã hối hận lắm rồi. Bố ơi bố, con xin lỗi bố nhiều lắm. Con không nên đua đòi bạn bè ăn chơi thế này. Con không nên rủ bố chơi game, con hại bố mất rồi. Bố mẹ sẽ nhục nhã trước mặt nhiều người vì đứa con hư hỏng này. Chúng ta hạ màn được rồi anh Quang, anh thắng rồi ha. Cậu bé cũng biết lỗi rồi. Chuyện là thế nào ạ? Con à, con đã thấy được hậu quả của việc mãi mê chơi game chưa? Bố đã bí mật nhờ bác Khôi, chính là chủ tiệm net này và cũng là bạn thân lâu năm của bố, cùng diễn một vở kịch. May mà bác Khôi quen với bác Thắng ở đồn công an nữa, nên chúng ta cùng hợp sức muốn dạy con một bài học nhớ đời đấy. Trời ơi, không ngờ thằng bé lại đổ đốn thế này rồi. Kia chẳng phải là... ông Quang, lâu lắm rồi mới gặp ông. Dạo này ông khỏe không? Trời ơi ông Khôi, tôi đang định đến thăm ông mà lại có chuyện. Có chuyện gì mà ông căng thẳng thế? Mời ông vào quán net kia chơi, rồi có gì mình tâm sự. Lâu lắm rồi bọn mình không hàn huyên rồi. Trời ơi ông Khôi, hóa ra ông mở tiệm net này à? Ông Khôi ơi, thằng con trai tôi nó đang chơi game ở tiệm net của ông, nó dám bỏ học nghề để đi chơi đấy ông ạ. Chuyện này chắc đã xảy ra thường xuyên, tôi bật căng lên sợ nó bỏ học mất. Ông có cách nào giúp tôi dạy bảo nó với? Giờ thì con đã hiểu chưa? Bố phải làm như thế này để con biết rằng hậu quả của việc bỏ học đi chơi game là như thế nào. Dần dần con không chỉ mất những thứ như tiền bạc, danh dự, mà đến cả bản thân mình đấy con ạ. Nếu như hôm nay chủ quán net không phải bạn của bố và không có bố ở bên cạnh con, thì liệu con sẽ như thế nào đây? Con xin lỗi bố nhiều lắm. Con xin hứa từ nay sẽ học nghề thật tốt và không bao giờ lặp lại những sai lầm này để bố phải xấu hổ nữa đâu ạ. Cháu nhận ra sớm thế này là còn kịp, đừng làm bố mẹ mình thất vọng nữa nha. Đúng là gừng càng già càng cay, các ông không lên lớp thằng bé mà muốn dùng cách này để tự cho thằng bé hiểu ra. Một năm sau, đúng như lời hứa của người con hứa với bố mình, cậu ấy đã thực sự trở thành một kỹ sư tin học đúng như mơ ước của bố cậu. Bây giờ có bố mà tôi đã đi lại đúng con đường của mình. Ngày ấy, nếu bố không dám vào vai một người bố nghiện game cho tôi tự trải nghiệm hậu quả của mình, thì có lẽ tôi đã trượt dài bởi những thói xấu của mình. Trong vòng tay mẹ. Cô Minh nhà mình lâu rồi mới được đi công viên.
Chồng nó vui chưa kìa anh? Mẹ ơi, con đạp đến hồ trước nha. Trời ơi, con trai à, con có sao không? Con không sao mẹ ạ, à, chỉ hơi đau xíu thôi. Không sao là tốt rồi, lần sau con đi đứng phải nhớ cẩn thận nghe chưa? Dạ, vâng ạ. À, con có đi được không? Hay để bố cõng con vào kia nghỉ một lát nha. Con không sao đâu mà mẹ. Con nó đã bảo không sao rồi, em đừng lo lắng quá thế. Đàn ông các anh á, cứ chủ quan, nhiều khi chỉ cần ngã đơn giản thế này cũng có thể rạn xương đó. Đi từ từ thôi con. Nè Minh, ăn mạnh vào nha con. Con muốn chan canh không? Mẹ chan cho. Em nè, con nó lớn rồi, cứ để con tự gấp thức ăn đi. Em cứ làm thay con thế không tốt đâu. Ôi trời ơi, thằng bé gầy tổng gầy teo thế kia, không ép nó ăn rồi lại suy dinh dưỡng ra ấy. Mẹ ơi, bọn bạn con được tự đi xe đạp đến trường rồi. Mai mẹ cho con đi xe đạp giống các bạn nha. Không được, con tự đi xe ngoài đường thế, nhỡ xe cổ tông thì phải làm sao? Thích á, thì chiều đi học về, mẹ cho đi xe đạp loanh quanh trong sân khu tập thể. Nè, anh thấy con cũng lớn rồi, em cứ để con đi xem sao. Đúng thế, con lớn rồi, mẹ cho con đi xe đạp đi mẹ, đi mà. Mẹ nói không là không, cả anh nữa. Chuyện dạy con, anh cứ để cho em đi. Anh không thấy hôm nọ có mỗi đi trong công viên nó còn ngã nhào ra đấy à? Ra ngoài đường mà thế thì xe nó cán cho rồi. Anh này, em đi công tác mấy hôm, anh lo chở con đi học nha. Thức ăn em làm sẵn trong tủ hết rồi, hai bố con chỉ cần hâm nóng lại là ăn thôi. Nhưng sắp tới anh Toàn phải đi làm sớm, hay cứ để con đi xe đạp, anh thấy con tập xe cũng thuần thục rồi. Anh gọi con dậy sớm rồi đèo con đến trường cũng được mà. Anh đọc báo mỗi ngày, chả nhẽ không biết tai nạn xe cộ ngày nào cũng có. Làm sao mà em yên tâm để con đi ngoài đường như vậy được? Anh thấy em bao bọc con quá rồi. Hồi xưa anh với em bằng tuổi con, chả tự đi xe đạp ầm ầm tới lớp rồi đấy thôi. Anh nghĩ mình cứ cho con đi, dù gì nó cũng đã 10 tuổi rồi. Ngày xưa khác, bây giờ khác, em không đồng ý đâu. Thật chả hiểu em ra sao nữa. Nếu sợ thế thì cứ ôm con tới già đi, cho nó ra ngoài cho quen đi chứ. Hôm nay bố đưa con đi học hả bố? Không, con sẽ tự đi học bằng xe đạp nha. Yeah, vậy là con được đạp xe đến trường ạ. À, ừ, con nhớ vừa đi vừa phải chú ý xe cổ, nhớ chưa? Dạ vâng, con nhớ rồi ạ. Thằng bé Minh, biết ngay là thấy mình đi công tác, kiểu gì ông ấy cũng cho thằng nhỏ tự đi xe đạp mà. Trời ơi là trời, chả biết nghĩ cho con cái gì hết. May mà mình báo ốm, nhờ được người khác đi công tác hộ đợt này. Phải đi theo thằng nhỏ xem thế nào mới được. Ôi trời ơi, cái xe điên, may mà thằng nhỏ kịp dừng lại. Nhìn thằng bé vào trong rồi mình mới yên tâm, chiều mình phải tới tầm tan học theo nó về nhà mới được. Người gì mà mặc toàn đồ đen, nhìn thấy ghê. Thằng bé ra rồi. Ơ, là người đàn ông ban sáng đây mà. Không lẽ hắn có ý đồ gì với bé Minh nhà mình chắc? Hắn ta theo dõi tận nhà thế kia, mình phải chặn lại, bắt tại trận, rồi hô hào bà con bắt lên phường mới được. Giữa thanh thiên bạch nhật, dám giở trò theo dõi con bà hả? Bắt cóc. Ừ, nè, là anh mà. Ừ, sao anh lại? Ê, trời ơi, em cũng ghê gớm thật đấy. Anh mà không bỏ bịt mồm ra, chắc em cho anh một trận rồi. Nào em có biết là anh đâu, thấy bộ điệu khả nghi lại đi theo bé Minh từ trường về, em cứ tưởng là bọn bắt cóc trẻ con. Còn nó mới đạp xe đến trường, anh chưa yên tâm lắm nên tính đi theo vài hôm,
xem con xử lý tình huống trên đường có tốt không ấy mà. Thì ra là thế. Em cứ tưởng anh xuề xòa không lo lắng cho con. Con ngờ đâu. Lo mà bao bọc con như em thì chẳng khác gì làm hại con. Nếu cứ tiếp tục cách dạy con như vậy, khi lớn lên con sẽ mau chóng gục ngã khi gặp khó khăn. Nhiều lần anh cũng muốn can thiệp nhưng em đều gạt đi. Nhưng lần này anh quyết định trái ý em, cho phép con tự đi xe đạp đến trường. Em xem, con có thể tự đi rất giỏi mà. Thì tại em sợ. Không thể chỉ vì sợ hãi của bản thân mà ngăn con lớn lên được em ạ. Thay vì vậy, mình hãy quan sát và điều chỉnh con đi đúng hướng, đó mới là dạy con đúng cách nhất. Thời gian qua, có lẽ em đã lo lắng quá nhiều. Từ nay, em sẽ nghe theo anh, để con được tự do phát triển, ngày một mạnh mẽ, cứng cáp hơn. Hai anh em Sáu. Các con, hôm nay mẹ sẽ dạy các con bài học về cách kiếm mồi và tự vệ nhé. Dạ. Việc đầu tiên là các con phải quan sát con mồi thật kỹ nhé. Cách nhận biết đâu là thức ăn của chúng ta, các con phải nhớ là... Anh ơi, cái này chẳng cần học chúng ta đã biết rồi mà. Mẹ thật là cẩn thận quá anh nhỉ. Ừ, em nói đúng. Giờ mẹ phải đi ra ngoài có việc. Các con hãy ở nhà học bài và tập bay đi nhé. Mẹ đi một lát rồi sẽ về ngay. Vâng ạ, mẹ cứ yên tâm đi. Hãy nhớ là chỉ được đi lanh quanh gần đây thôi nhé. Dạ. Mẹ đi vắng rồi, hay là chúng ta ra ngoài chơi đi, rồi tranh thủ kiếm mồi. Đúng đấy, đúng đấy. Rồi mẹ sẽ bất ngờ về anh em ta. Vậy ta đi thôi. À, có thức ăn rồi. Đâu, đâu hả anh? Kìa kìa, ngay trước mắt em đó. À, để em xuống đó bắt nha. À! Buồn cười quá. Có mổ con dung mà cũng không nhằm trúng đích thì còn nói làm gì. Hãy xem anh đây, Sáu Nâu. Đấy, bắt mồi phải thế chứ. Nó bám chặt vào cây lắm, anh phải cố sức mới lấy được nó ra đấy. Anh siêu quá. Gì thế này, rễ cây ư? Trời, hóa ra anh vô nhầm. Chán quá, giờ nó lủi vào hốc cây rồi còn đâu. Rõ là lũ ngốc, bắt mỗi một con giun mà còn không bắt được, thế cũng đòi đi kiếm mồi. Này ta được bữa thịt thơm ngon rồi đây. Mà lại không phải một con, mà là hai con Sáu béo mập nữa chứ. Nhưng ta không thể bắt một lúc hai con được. Bắt con này thì con kia sẽ bay mất. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Ông ấy là ai thế? Anh không biết, nhưng trông ông ấy thật oai phong. Hay là chúng ta nhờ ông ấy chỉ cách bắt những con giun kia? Ừ, hay đấy. À, rõ là bọn Sáu này không học bài học về loài mèo. Sát thủ của loài Sáu sao? Cơ hội ngàn năm có một cho ta đây rồi. Ta sẽ nhẹ nhàng ăn thịt từng đứa một. Chào hai nhóc, hôm nay trời đẹp quá đúng không? Ông là... Các nhóc không biết ta ư? Ta chính là thần rừng cai quản khu vực này. Thần rừng ư? Vậy chắc hẳn là ông có thể giúp chúng cháu bắt những con giun trong hốc cây kia đúng không ạ? Được chứ, việc đó dễ như không ấy mà. Nhưng mà trước tiên, hai nhóc phải tạm lánh vào trong hốc cây kia đã. Ta không được để ai nhìn thấy lúc ta bắt mồi. Được ạ, chúng cháu sẽ chui vào trong đó xem. Giờ thì chúng mày không thể thoát được rồi. Con Sáu em, mau bay ra khỏi hang, nguy hiểm. Chúng ta trở về tổ thôi. Các con có biết đó là ai không mà đi theo như vậy? Mẹ ơi, đó là thần rừng đấy. Thần rừng cái gì chứ? Đó là mèo rừng, là kẻ thù số một của loài Sáu chúng ta. Hả? Mèo, mèo rừng. Chúng con. Hắn định dụ các con vào hang để ăn thịt từng đứa một đấy. Trời ơi, chỉ muộn một chút nữa thôi là các con đã ở trong bụng của hắn rồi. Vậy mà chúng con...
chúng con cứ tưởng các con còn nhỏ, muốn trưởng thành thì phải học hỏi rất nhiều. Giờ đã thấy hậu quả tai hại của thói lười biếng không chịu học hành chưa? Mẹ ơi, tại chúng con đã không nghe lời mẹ, mẹ tha lỗi cho chúng con nha. Vậy thì từ sau các con phải thật chăm chỉ học kiếm mồi và nghe lời mẹ để tránh gặp nguy hiểm, nghe không? Dạ vâng, thưa mẹ. Hoán đổi. À, còn có kìa, hôm nay mày tới số rồi. Hôn hồn thì đứng lại nộp bạc cho ta. Chuẩn bị tinh thần nộp mạng đi. Chết tôi rồi. Ôi à. Con sư tử ấy đâu rồi? À, sao ta lại là sư tử thế này? Mày quá, hắn đi rồi. Mà sao mình phải sợ? Giờ mình đã là sư tử rồi mà. Núp trong bụi rậm làm gì đó ông anh? Ôi, chó sói. Trời, thế anh nghĩ em là chồn sao? Ta đói bụng rồi. Giờ ta đi kiếm vài củ cà rốt ăn. Kiếm vài con mồi ăn đây. Này, tôi nghe nói sắp tới có lão hổ khu bên sang để cướp địa bàn của ngài đó. Rồi cả cái rừng này, lão sẽ tận diệt hết mồi của anh em ta. Cái gì? Cái gì? Hổ á? Ông anh sợ hả? Ta mà sợ lão ư? Bao giờ lão sang tới đây, ta sẽ cho lão biết tay. Thôi, ta đi kiếm ăn đây. Không được rồi. Nếu lão hổ đó mà sang khu rừng này thì toàn bộ loài vật ở đây sẽ bị nguy hiểm. Mình phải đi báo cho các loài vật biết để cảnh giác mới được. Hơi, bực quá đi mất. Ta mà trong hình hài của sư tử thì mới biết tay ta. Đúng là một miếng mồi ngon. Chẳng lẽ số phận của ta đến đây là chấm hết, chết lãng xẹt dưới móng vuốt của kẻ thù ư? Cút đi, cút đi, thả bạn thỏ trắng ra. Các bạn ơi, dừng lại, dừng lại. Tớ không làm hại các bạn đâu. Tớ là... cứu tôi với. Thôi chết, hình như là lão hổ. Lão hổ sang địa bàn này thật rồi. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Dừng lại, con hổ ác độc kia, hãy biến khỏi đây ngay. Ây da, giờ ta mới biết là trên đời này có sư tử muốn cứu thỏ đây. Hay là mi muốn cướp món mồi ngon của ta? Không dễ vậy đâu. Mau cứu ta, cứu ta. Có sao không? Tôi không sao. Được rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Bao giờ khỏe, chúng ta sẽ trở lại hàng rào ấy để hoán đổi lại thân xác cho nhau. Từ giờ ta hứa sẽ không bắt nạt các loài vật trong rừng nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ khu rừng này. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.